Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để làm màu trong cho ảnh. Thật ra là cái làm màu trong này thấy có nhiều anh em nhờ mình hướng dẫn lắm rồi, nhưng mà mấy hôm nay mình toàn làm cái linh tinh gì không nên cảm thấy có lỗi. Bữa nay làm này rồi quay lại làm màu trong, nó có rất là nhiều cách làm nhưng mà chung quy thì cũng là nó giúp cho màu sắc nó tươi tắn hơn và nó có nét hơn. Ánh sáng thì nó điều hòa, nó điều tiết, không có bị cháy hoặc là bị thui quá tối. Thì ở đây nó có nhiều cách có thể các bạn sử dụng, tăng vibrance saturation rồi khử nóng rồi các kiểu, hue saturation rồi color blend các kiểu. Nhưng mà đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng duy nhất một công cụ. Chỉ một công cụ có thể đưa lại cho các bạn cái kết quả từ như thế này. Đây là ảnh trước và sau. Trước và sau ha. Ảnh này mình lấy của bác Lê Văn Đại. Cảm ơn bác. Rồi ok, bắt đầu luôn đi. Tắt cái này đi. Rồi. Ở đây mình có ảnh gốc. Đây là ảnh gốc ha. Thì các bạn mới mở lên. Các bạn sẽ làm như sau. Đổi cái ảnh này qua hệ màu lab color. Ở đây image mod lab color. Lý do tại sao mình sử dụng lab color, có một cái tutorial trước mình đã nói rồi. Đó là ở trong cái hệ màu lab này thì nó tách biệt cho chúng ta ba kênh channel. Nó có những kênh sau, có lines A và B. Cái lines này thì nó là về ánh sáng, về cái độ sáng trắng và đen. Còn hai kênh AB là về màu sắc. Thì nó khác với kênh RGB mà chúng ta vẫn thường làm. Ở đây mình sẽ quay trở lại RGB ha, để các bạn thấy sự khác biệt. RGB ở đây nó có red, green và blue, ba hệ màu cộng. Thì trong cái ba màu này điều hòa nó thì nó sẽ ra được cái ánh sáng trắng và đen. Tuy nhiên nó có một cái bất lợi là khi chúng ta tăng sáng thì đồng nghĩa chúng ta tăng màu, là gây lên cái hiện tượng mà chúng ta gọi là bệt màu khi chúng ta tăng sáng. Thì sau khi chúng ta đã chuyển qua lab color, chúng ta đã tách ra được cái màu, cái ánh sáng trắng và đen ra hẳn một kênh riêng. Do đó là khi chúng ta tác động cái vùng sáng tối thì nó sẽ không bị tác động tới màu sắc mà nó chỉ có ánh sáng thôi. Và việc này giúp cho chúng ta sẽ không bị làm cho bức ảnh nó bệt màu. Đơn giản chúng ta chỉ động tới ánh sáng thôi, không hề đụng tới màu sắc trong khi chúng ta tăng sáng nên nó không bị biến màu, thế thôi. Công cụ đầu tiên là duy nhất, đó là curve trong hệ màu lab. Ở đây chúng ta sẽ tác động tới ba cái kênh này. Lightness là ánh sáng. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh ánh sáng sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên ở đây mình thấy cứ bấm auto là tự động nó sẽ chạy cho chúng ta. Đây thấy nó hơi tối quá, mình sẽ kéo nó ra chút xíu cho nó sáng. Vậy là xong ở kênh ánh sáng ha. Đối với những ảnh tối thì các bạn có thể tùy chỉnh sao cho nó lên sáng cho nó vừa ý và không bị cháy, không bị sáng quá. Lát nữa nó tại sao nó cháy hay là làm sao xác định được nó cháy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đây ha, hẹn vào kênh A. Ở kênh này gồm có màu xanh lá cây và màu vàng. Xin lỗi, màu đỏ. Thì mình sẽ kéo hai phía trên này vô nè. Đây là trước ha. Bạn sẽ kéo đầu này, kéo vô chút xíu. Phía trên này, kéo vô chút xíu. Thì chúng ta tăng hai cái màu. Một là tăng màu đỏ, hai là tăng màu xanh lá cây. Cái này màu đỏ, mình gọi là màu đỏ mà thực chất đó là màu tím, mà tím đỏ hơi đậm. Đó là chúng ta đã điều hòa được. Các bạn có thể kéo lại chút xíu cho nó hợp lý. Rồi, đây. Sau đó các bạn phía trên và dưới này, chúng ta ở phía dưới thì chúng ta đang chỉnh về shadow. Phía trên này là chỉnh về highlight. Là nãy giờ chúng ta đang chỉnh vùng sáng nhất và vùng tối nhất. Còn vùng ở giữa, thay vì các bạn chấm vào giữa này và kéo, thay vì làm thế này nó sẽ không cân bằng. Và chúng ta sẽ tạo ra hai cái điểm ở gần phía này. Đó. Ở đây các bạn đẩy vô chút xíu. Đây đẩy vô tí xíu cho nó hòa hợp. Rồi. Đây mình thấy tương đối. Rồi tiếp tục qua kênh B, gồm có màu xanh dương và màu vàng. Chúng ta sẽ kéo vào tương tự
để nó điều hòa, tăng hai cái màu này lên. Và kéo này vô thì nó tăng màu xanh lên, kéo đầu trên vô thì nó tăng màu vàng lên, sau đó tăng màu ở vùng middle tương tự, đẩy vô chút xíu, đẩy vô tí xíu. Rồi ở đây mình thấy nó tương đối ok rồi, click lại. Rồi ở đây chúng ta đã xong, chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn chưa tin có thể click đây. Rồi các bạn có thể thấy sự khác biệt ha, chưa nghĩ lắm, có thể vào lại và chỉnh sửa sao cho nó hợp mắt vừa ý là được. Đây là trước sau, trước và sau, trước và sau. Rồi cái này gộp lại, Ctrl Shift E gộp lại và quay trở lại với kênh RGB. Tới đây có thể xong rồi. Còn nếu như các bạn có thể thấy nó hơi thiếu nét thì có thể nhân đôi nó lên, Ctrl J nhân đôi lên, filter rồi sharpen, smart sharpen chẳng hạn. Ở đây các bạn có thể kéo lên tùy ý sao cho nó hợp lý là được rồi. Ok. Rồi. Tạm thời như vậy. Ồ, mình lên quá tay rồi. Các bạn kéo nhẹ tay đi nha. Vậy đi. Cái ảnh này mình tải trực tiếp từ Facebook xuống nên nó hơi nét. Đây là ảnh đầu tiên. Với cái ảnh này lại có stop thăng hoa, nhưng mà này, với cái ảnh này mình sẽ so sánh tại sao khi chúng ta sử dụng Vibrant và sử dụng cái lab này nó sẽ khác nhau. Mình sẽ nhân đôi lên ha, Ctrl J nhân đôi lên, Image Mode và chọn Lab Color. Ở đây nó sẽ hiện lên cái bảng này, nó sẽ hỏi là chúng ta có muốn gộp chung tất cả các layer lại không, thì mình sẽ không, cứ để là nguyên như vậy. Rồi cũng vào trong curve ha, đang ở trong lab á, lightness auto đi, cho vào tí xíu. Thế các bạn để ý khi chúng ta làm cái những cái bước này thì chúng ta cũng đã tăng cái màu da cho nó hồng hào, bởi vì chúng ta tác động tới màu sắc rất là nhiều và nó tùy biến theo ít ý của chúng ta. Rồi đó, đây là cái mà mình đã làm ha. Cảm thấy nó hơi dư cái màu xanh lá cây. Rồi đây là xong đi. Mình sẽ gộp chung hai thằng này lại, Convert to Smart Object để gộp chung nó lại ha. Rồi, giờ mình sẽ trở về bên RGB. Không, không ghép luôn. Rồi, giữ nguyên thế này ha. Và tạm thời tắt thằng này đi. Rồi nhân đôi này lên tiếp. Và trở lại với cách làm truyền thống mà chúng ta sử dụng để tăng màu. Đó là Curve và Vibrant. Cái Curve ở đây ánh sáng thì đấy, ok rồi. Còn Vibrant ở đây tăng màu lên. Màu sẽ chưa thấy đủ. Kéo Saturation lên chút xíu. Rồi mình sẽ gộp hai thằng này lại. Rồi ở đây chúng ta sẽ so sánh hai cái cách làm chúng ta như thế nào. Rồi đây là điều bạn thấy, đây là cái lab ha, lab nè, quên lab nè, RGB. Rồi đây là lab và đây là RGB. Các bạn để ý những cái khung màu nó khi chúng ta sử dụng cái lab, mình sẽ tăng bốn kinh màu, bốn cái hệ, bốn cái màu riêng, nên mình sẽ tác động vào từng màu. Còn đối với RGB, khi chúng ta kéo Vibrance hay là Saturation, chúng ta đã kéo luôn cả màu thứ cấp và màu sơ cấp. Nếu chỉ kéo Vibrance màu sơ cấp này thì màu thứ cấp này thì cái ảnh chúng ta không có đủ cái độ màu sắc mà chúng ta muốn, nên là kéo Saturation lên thì đồng loạt tất cả các màu nó tăng lên, nó làm ra hiện tượng bị bệt màu. Thay vì sử dụng cái lab thì chúng ta ở đây mình thấy nó vẫn còn hơi dư màu xanh dương,
nãy để chỉnh lại một tí xíu. Tuy nhiên là như thế này là cảm thấy ổn, và mình nếu như các bạn sử dụng RGB và Vibrant thì chúng ta còn phải qua một vài bước nữa, nghĩa là chúng ta sẽ phải tốn thêm một ít thời gian. Nhưng mà bây giờ nếu mình cho mình chọn sử dụng lab chỉ với một bước hay là sử dụng RGB với nhiều bước thì tất nhiên là mình sẽ chọn lab, bởi vì nó đỡ tốn thời gian và nó hiệu quả cao hơn là khác đấy ha, lab ha. Rồi còn gì không? Còn cái xác định nó cháy hay không, cái phần này mình đã định hướng dẫn trong cái tốt về làm ảnh trắng đen, nhưng mà sẵn tiện mình nói một chút ít về nó trong cái phần này. Đó là các bạn vào Windows chọn Info, nó hiện cho chúng ta cái tab Info nhé, chức năng Info. Ở đây các bạn chọn Grayscale rồi nó ra hiện độ K. Thì cái độ K này thì đơn giản nó là độ màu đen, nghĩa là khi mà chúng ta đưa cái điểm chuột này tới bất kỳ cái điểm nào, nó sẽ cho chúng ta cái phần trăm màu đen ở trong đó. Nó màu đen mà về 1%, 0%, nghĩa là trong đó đã bị cháy, 0% là bị cháy hoàn toàn rồi, 1% là nó vẫn còn một chút màu sắc, nó vẫn còn chi tiết ở trong đấy. Ví dụ như ở đây là 8% này, các bạn thấy là màu trắng nhưng mà thực ra ở đây nó hơi màu xám xám một tí xíu. Ở đây thì mình nhận thấy hình như nó hơi có một chút màu xanh lá cây, hơi ám xanh một tí xíu, nên hơi ám xanh. Các bạn có thể coi ở bên cái cyan này, và để ý cái cyan phía bên này đang có 3% màu cyan trong này, nghĩa là nó đang bị hơi bị ám xanh. Các bạn có thể dựa vào cái này, nếu mà nó 0%, các bạn có thể cho cái phần sáng nó tối lại chút xíu để kéo lên khoảng cỡ 3%, 5% chẳng hạn. Rồi nếu mà thấy nó hơi bị ám, ví dụ CMYK này, nó có những cái màu cyan, magenta, yellow và key là màu đen, thì cái cyan mà nó lên tăng mạnh như vậy thì nó đang bị ám xanh. Cái yellow này mà nó tăng lên thì nó đang bị ám vàng. Còn magenta mà nó tăng lên thì nó hơi ám đỏ, hơi ám đỏ một chút xíu. Rồi thì đơn giản là như vậy thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và các bạn có thể click like và subscribe cho mình ha, phía dưới này. Rồi, xin cảm ơn.